Đây, hôm nay em có hai chiếc âm ly cùng tầm tiền. Cùng tầm tiền, xem tiền nhau. Một em là 7800 2 la mã của Pioneer, một em là 1500R 2 la mã của Đờn Ông. Đấy. Thì như này, em thì có chia sẻ với các bác rất là nhiều về 7800 2 la mã, thì anh em bảo nếu với cái tầm tiền 11,8 triệu thì lấy em này làm gì? Đấy, lấy em này hay hơn nhiều. Đấy, rồi thì có anh em bảo là ông này ông không có 1500R 2 la mã, thì ông ấy nói hay 7800 2 la mã. Đấy, đương nhiên là anh em xem và anh em có quyền nhận xét. Đấy, còn em thì nói chung là có nào nói thế thôi. Và hiện tại bây giờ thì những shop làm thì không phải bán một model đâu, bán nhiều. Thì đây, bây giờ em về cả 1500R 2 la mã. Không những một mà vài em luôn. Và những anh em nào mà có những cái quan điểm như vậy, cái nhận xét như vậy, cái bình luận như vậy thì mời qua đây nghe thử, đánh giá thử. Với em thì sản phẩm nào mang về cũng là mang tính chất phục vụ các bác, làm thương mại phục vụ các bác. Đấy, còn hay dở thì thôi, bây giờ nói thì nó vô cùng thì các bác tự cảm nhận. Đấy. Còn nếu mà cho cá nhân em chọn thì em vẫn chọn 7800 2 la mã. Mặc dù nhá, nói các bác biết, mặc dù giá xuất xưởng của em này đắt gấp rất nhiều lần em này. Tuổi đời của em này thì trẻ hơn rất nhiều tuổi đời của em này. Còn cái thiết kế thì mỗi người một gu. Có những bác nhận xét rất là nặng lời là có điên mới bỏ ra đến trên dưới 12 triệu để sở hữu một con này. Rồi các bác cứ sau này các bác nghe thử đi rồi các bác sẽ thấy điên. Clip này em chỉ nói một thêm một chút vấn đề ở cái trước này này. À, về ngoại hình thì mỗi người một gu, có bác thích gu này, có bác thích gu kia thì cái đấy không nói. Còn về chất âm nhá, thì Đờn Ông 1500R 2 la mã chơi được loa gì? Thì 7800 2 la mã của Pioneer này chơi được loa đấy. Đấy. Nhưng mà ngược lại thì lại không vậy nhá. 7800 2 la mã chơi được nhiều loại loa hơn. Trong khi có những cái dòng loa 7800 2 la mã chơi được, 1500R 2 la mã không chơi được. Được chưa ạ? Đấy, rồi giả dụ nha, ví dụ em đang ghép với cả con Serfin Vega VS120. Ok chưa? Nếu với chiếc này với cùng bài hát đấy em cho tép của 1500R 2 la mã kịch lên. Tép nghe nó vẫn chưa hết được cái giải tép, giải cao của em VS120 kia. Nhưng mà sang 7800 2 la mã thì nó sẽ phát huy được. Nó sẽ lên được nữa. Thì các bác hiểu là gì ạ? Âm sắc của em này đã hơn. Đây không phải là, đây là một model loa thôi nhé. Còn những model khác nó đều có cái sự khác biệt như vậy. Rồi kể cả bát thế đó. Nếu có thể lên bát với cái dòng 120 là nghe có vẻ lực. Nhưng mà để mà đánh với cả 7800 2 la mã thì 7800 2 la mã nó còn xuống sâu hơn nữa. Đấy, đấy là cái thế mạnh của 7800 2 la mã. Mà các bác gõ bàn phím rồi các bác nói là có điên, có này có kia, rồi cũng có bác bảo là có điên 7800 2 la mã bỏ tiền trên dưới 12 triệu mua con này. Thế lấy bỏ tiền mua 74D hay hơn nhiều. Ok, hay hơn nhiều. Đây em cũng có luôn 74 nhá. Không phải là mình không ví dụ không bán dòng đấy thì có thể nói là mang tính chất là khách quan dìm hàng những model khác để bán được những cái đồ mình có. Tuy nhiên thì hoàn toàn không phải. Bên em là anh em phục vụ, có nhu cầu là em sẽ lựa và em sẽ nhập về cho các bác. Thì 74D em cũng có nhiều, 1500R 2 la mã có nhiều. Mời các bác qua đây các bác thẩm, các bác nghe cùng rồi các bác quyết định. Đấy. Còn em thì kể cả những dòng này thì về cá nhân, về đặc tính của từng loại và từng cặp loa thì có thể có những cái cặp loa với 1500R 2 la mã này nó sẽ hơn, hoặc 74D nó sẽ hơn. Tuy nhiên nếu mà nói về xét cục diện chung thì em này nó vẫn nhỉnh hơn, nói về chất âm nhé, còn không nói về hình thức. Và rất nhiều anh em hay so sánh 1500R rồi 74D đấy với 7800 2 la mã, xong anh em nói có điên có giấc. Nhưng mà thực ra thì cái đấy là nhiều khi các bác chưa trải nghiệm. Còn với em thì em trải nghiệm rất nhiều rồi. Đấy, các bác tiêu dùng thì các bác có quyền lựa chọn cho nó phù hợp với cái tiêu chí sử dụng của mình.
Rồi các bác chơi thì các bác sẽ tự nghiệm ra, kể cả những anh em có những cái nhận xét và comment như vậy thì các bác sẽ tự nhận ra khi các bác dùng em này rồi, hoặc các bác dùng em này rồi sau các bác dùng lại em kia. Lúc đấy thì các bác một mình các bác biết thôi, chứ còn những người khác sẽ không biết. Đấy, có thể lúc đấy thì tự nghiệm ra thấy mình nhận xét sai, thậm chí là xấu hổ với những cái gì mình nói. Em về đủ nhá, những cái mẫu này. Em này là em bán Clara. Đấy, giá tầm xem nhau, khoảng trên chục. Trên dưới, em này bây giờ giảm giá còn trên dưới 10 triệu, rất là hợp lý đấy. Đấy, em này thì khoảng 11,8 đấy. Đấy. Đây, em này ruột đây. Em này có trong 3 em vừa rồi có duy nhất em này 2 biển thủy nguồn. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhá.